Nhanh lên chứ. Dạ, Hải xin chào tất cả cô chú anh chị. Hôm nay thì Hải cũng lên huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam để đưa ba chị em tí hon xuống dưới thành phố quý vị để đi làm quý vị ơi. Thì hôm trước thì lên chùa Linh Ứng á, thì cũng gặp được chú Thanh ở thành phố Đà Nẵng, có một cái cuốn cà phê cũng muốn giúp cho ba em là có cái công ăn việc làm đó quý vị. Thì hôm nay thì Hải cũng lên đưa ba chị em xuống dưới thành phố để đi làm. Và nhân đây thì Hải cũng đem những cái món quà của cô chú anh chị gửi cho anh xe thác đó quý vị ha. Thì đây có cái đàn này, có cái đàn này của ông anh Thanh, cũng ở không biết là ở Sài Gòn á, anh cũng gửi tặng cho anh xe thác. Và có một số món quà nữa, xin mời cô chú anh chị cùng Hải đi xuống thăm anh một chút quý vị ha. Dạ. Nói chung á, đường đi cũng hơi khó nên là nãy giờ Caraman bị té mấy lần rồi nên là Hải cũng không có đưa cho Caraman quay. Hôm nay thì có cái đàn này chắc anh cũng vui lắm đây cả nhà ơi. Anh xe ơi. Ôi, chào anh nha. Wow, phải không anh ơi? Dạ. Gắn mấy chút nha. Wow, vẫn là cái vòng đeo thần thánh này anh ha. Dạ. Dạ, hôm nay cũng có khán giả của kênh em á. Dạ, gửi tặng cho anh một cây đàn. Rồi với lại ui cho mũi cắn quá ta. Ui cha cha. Ủa mà sao anh mũi không cắn anh à? Ủa sao hay vậy ta? Trời ơi, mình nó cắn nói chung là bầm dập luôn cả nhà ơi. Không ngờ luôn á. Tay tôi chỉ đỏ hết trơn này. Ở này quý vị thấy này, một chút là nó cắn này. Ui cha. Để cái dạ có anh Thanh á, anh gửi cho anh một bộ đàn. Và đây có chị Kim Loan nữa, cũng tặng cho anh dây nữa. Đó, nó nặng này, anh khiêng ngửi nổi không? Quá nặng luôn à. Dạ. Khơi ra hả? Khơi quà chứ. Đây đây đây. 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 Anh Thanh là anh tặng cho anh này. Cái này là chị Loan này tặng cho anh là dây đàn gì trong này đây. Dạ. À, còn của anh Thanh. Anh ngồi luôn xuống anh. Ngồi xuống luôn đi ha. Ủa anh Thanh tặng cái này là gì đây ta? Áo thun. À, áo thun Iron Man này. Ba cái áo thun này. Để ra trong vườn ha. Dạ rồi. Với lại rồi. Với lại đây này anh, ba cái áo thun này. Và một cái đàn. Quá tuyệt vời luôn anh ha. Bữa nay khỏi cần dùng kìm nữa rồi đó. Dạ khỏi. Đây anh. Dạ. Dạ một cái đàn cả nhà ơi. Quá tuyệt vời luôn cả nhà ơi. Sao anh nghe vui không anh? Vui. Mình quá vui luôn. Quá vui luôn à. Wow. Chưa dính hả? Với lại cái này là gì đây hè? Cái này sữa tắm hay dầu gội gì đây? Bốn chai. Dạ. Quá nhiều quà luôn ha. À. Mùi cắn quá cả nhà ơi. Còn cắn anh luôn á hả? Cắn rồi. Ờ. Với lại chị Tiết Nga thì có gọi cho anh nữa đúng không? Dạ. Gửi tặng cho anh 500 nghìn. Dạ. Và chị Thu Hương đây để em tặng cho anh 200 nghìn. Dạ. Đây em trao luôn cho anh rồi cái người anh em mình nói chuyện với nhau ha. Hôm nay anh xe có quà nhiều quá cả nhà ơi. Mình quá vui luôn. Hả? Quá vui luôn. Quá vui luôn à. Dạ. Nhưng mà nhận quà xong rồi vài bữa đi với em rồi đi xuống thành phố luôn chứ. Đó thôi thì chưa chết vì nó là đi mình đây là nó lái đổ mất đồ. Dạ. Mất đồ nó mất cái đoạn điện báo kỳ mệt. Dạ. Mình đi hất ra đó đi có qua đây nữa xong rồi tao đất bỏ gì cái mất. Ờ. Chị mình ra đâu giống đi đâu. Dạ. Dạ. Nếu như ví dụ có người quen người thân lên ở thì mình nó đi được. Dạ. Chứ còn mình là mình không giống đi. Dạ. Bởi vì bên đây họ đi đi xoay biết không? Đi xoay hả? À, họ đi xoay này qua không có người lái đồ. Dạ. Họ lái đồ ăn, họ lái đủ thứ. Dạ. Ôi trời. Anh đang nấu gì vậy hả? À, đang nấu nấu nước á, chuẩn bị. Ờ. Nấu ăn, nấu đồ gì, nấu gì nấu. Dạ.
Bình thường thì anh ở đây thì anh có chắc còn đi lấy củi rồi đó anh ha? Hả? Củi xuống kia mình bữa củi rồi. Dạ. Bữa củi rồi có má cây này, má cam này mình cũng nhìn lên cây cổ thụ á. Ờ. Nếu cây nào mà nó mục rồi thì mình đừng có dựng cái lều ở dưới đó. Những cây mà nó mục mà ở đây những cây cổ thụ này nó độc đặc biệt lắm. Dạ. Nó mục từng nhánh chứ không phải là nó đổ cái. Dạ. Mở đổ một nhánh cũng đỡ chết. Ờ. Nhánh một nhánh thì còn nay một tí đổ đồ cao nó đụng cháy cháy cho đất xuống này nguy hiểm lắm anh ơi. Ở đây phải tính toán là mình phải cua nhìn lên cai á. Dạ. Cây rừng ví dụ như những mà đứa sinh tồn, những người mà sinh tồn á. Dạ. Trong rừng ta á thì dễ chịu. Dạ. Hôm nay anh có thể chia sẻ cho em cái cuộc sống sinh tồn của anh ở đây được không? Được chứ. Dạ. Sinh tồn là ví dụ như một hàng ngày anh đi phải đi lấy củi hay là anh đi bắt cá, đi mò cua bắt ốc rồi đúng không? Đúng rồi, mới sống được đúng không? Đúng rồi, chúng tôi cháy mắt từ Lào 4 năm gì trước rồi với đạp rồi. Trước đây tôm dân cũng sống mượn cháy không biết lý do chi mà hái. Dạ. Vẫn sinh tồn được. Mà sinh tồn trong cái khu rừng nguyên sinh này mà cây cổ thụ này khốc với sinh tồn ở trong cái khu rừng tre. Dạ. Khu rừng tre là nó dễ chịu hơn là một chút là sao? Là nó không có đổ thì không cháy. Dạ. Chứ còn khu rừng này thì đổ thì chấp nhận thôi. À, bây giờ em cũng trao cho anh đây của chị Tiết Nga nè. Dạ. Gửi cho anh tặng cho anh 500.000. Dạ. Dạ. Ở đây anh quý vị anh sẽ thác là tiền á là ảnh cũng có mấy cái mối mà ví dụ như là đồ ăn đúng không? Người ta họ gọi cái là người ta họ đứng trên đường anh lấy mua luôn à? Cũng được. À. Mình có nhá, đi chợ là mình nam giờ sáng á là đường là mua họ mấy người họ đi qua nè. Dạ. Bón nó thứ gì cũng có được nữa. Chứ mình cảm mua bán dạ. Mấy nơi tháng. Còn của chị Hoàng Thu Hương là gửi tặng anh 200.000 ha. Dạ, nói chung là mấy chị cũng thương anh nhưng mà ai cũng mong muốn là anh sẽ thác ở đây thời gian rồi coi mình về với lại cuộc sống của bà con á ha. Rồi lâu lâu lên đây thăm lần. Chỗ này được không anh? Cái này thì không giống nó được anh thẻ nghe. Dạ. Tại vì cái chỗ này là cho bây giờ là cũng như là nhau nhòa của tao rồi. Ví dụ tôi đi khóc đi nơi đi chỗ khóc tham ví dụ như để tôi hướng dẫn về cách sinh tồn thì tôi trình bày được, chứ còn tôi không thể rài so chỗ này được. Ừ. Ví dụ khi nào có dịp có đó thì người thân của tôi mà lay mà giữ được cái trẻ này ngầu cái trẻ này giữ rồi tôi theo má anh em xuống để mà nói về cái chuyện sinh tồn trong khu rừng như thế nào. Chứ còn không tôi không thể mà tách ra khỏi khu rừng này được. Dạ. Có nghĩa là anh giờ anh coi giống như là cái nhà của anh ngọt, sống cháy ở đây luôn rồi đó hả? Chứ ví dụ như tôi ví dụ như về thành phố. Dạ. Để mà hướng dẫn cách sinh tồn trong rừng thì được. Dạ. Chứ còn nếu mà bởi tôi bỏ khu rừng này tôi không bỏ được. Giống như anh có cái căn duyên gì với cái khu rừng này rồi đó. Dạ. Dạ. Với ta phát biểu cảm ơn những... À, anh phát biểu cảm ơn hả? Là... Dạ, dạ rồi anh chia sẻ đi ạ. Dạ. À, lời đầu tiên là tôi xin cảm ơn anh Thanh tặng tôi cư đòn. Và chị Ngoa cho tôi 500 ngon. Dạ. Với lại chị Tuyết. Không chị đó là chị Tiết Ngoa. À chị Tiết Ngoa cho 500 ngon với lại chị Thu Hương à. Đúng rồi, Hoàng Thu Hương. Thu Hương cho 200 ngon. Dạ. Tôi xin cảm ơn với lại là cô chị nào này. Chị Loan cho mấy bộ dây đoàn này. Dạ. Đấy, còn anh Thanh thì anh có cho anh cũng dạ. mấy bộ dây đoàn ở trong này. Dạ dạ biết rồi. Đúng rồi. Em cảm ơn anh Thanh. Dạ. Hồi nãy anh dạ. lái ra rồi đúng không? Rồi lái rồi. Dạ. Nói chung anh Thanh anh cũng cho anh dây đàn cũng nhiều dạ. lắm trong đó. Dạ dạ. Đó, đó. Rồi rồi. Có lại áo rồi anh mặc đó. Dạ. Dạ được rồi. Thì mình tiến hành vô nấu ăn chứ. Dạ dạ. Được dạ. chưa? Anh nấu ăn à? Ờ, chị phải nấu ăn dạ, chứ. Dạ thì hôm nay anh sẽ thác anh cũng nói là anh thích ăn ăn mực anh ha. Ừ. Dạ ai cũng mua lên đây mực ướp đá đây để mực với lại tôm. Với lại hôm nay thì nghe nói là anh còn dẫn mấy anh em đi tăng dòng sông Ly Biệt. Tăng dòng sông Ly Biệt hả? Để chứ còn nữa. Dạ. Để nấu ăn sang rồi mới dẫn đi tăng dòng sông Ly Biệt. Vì ở đây nó thuộc khu vực của tăng dòng sông Ly Biệt mà muốn ra tăng dòng sông Ly Biệt mà đang theo đường đi qua tăng dòng sông Ly Biệt. Dạ. Chỉ có một đường đi ra tăng dòng sông. Với lại tí này chỉnh cái đàn lại hát bài đúng tặng đó. Cho anh Thanh nữa đúng với đó. Lại khán giả của em nữa nha anh. Đúng rồi. Dạ. Rồi mình vô nấu ăn đi. Dạ dạ dạ. Rồi. Đi. Mũi quá cả nhà ơi. Hãy xin lỗi là. Bài bản của anh hả? Ừ. Dạ bây giờ thì anh xe ảnh cũng
Đi rửa mực hả? À. Đi lộn mực. Đúng rồi. Ồ. À. Cả nhà thấy cuộc sống của anh vậy đó mà anh sống được 4 năm ở đây này cả nhà ha. Mấy hôm nay trên này trời nó cũng mưa cả nhà. Nên là nước suối nó cũng lớn hơn mấy hôm trước ha. Wow. Sát rồi không ta? Sát rồi. Anh sẽ thoát thì rất là sạch sẽ luôn cả nhà ha. Wow, cả nhà thấy không? Ngày anh tắm mấy lần anh xe? Ô, tắm dư chừng. Dạ. Tắm bốn hai ba lần. Dạ. Cả nhà thấy cái dòng sông này. Nhưng mà mình đậu, đậu thời điểm. Dạ. Buổi sáng mới là buổi tối. Dạ. Chứ bữa trưa là hà tám thì nó dư lắm. Dạ. Ở Tân Nam á. À buổi trưa là ở phía trên kia người ta họ tắm trên thác đúng không anh? À, họ sinh hoạt đấy. Hôm nay là em đi lên đây để em đưa ba chị em mà hôm rồi anh gặp đó. Yeah. Xuống dưới thành phố để đi làm đó anh. À. Dạ. Yeah. Chịu rồi à? Dạ, ba chị em nói là chịu đi rồi đó. Dạ. Yeah. Wow. Cả nhà thấy dòng sông ha. Nước chảy rất là đẹp luôn cả nhà ha. Nhìn cái dòng suối nó chảy cả nhà thấy là nước nó trong veo ha. Ở đây thì nước là rất là sạch nè. Ở phía trên kia là cái khu du lịch thác Năm Tầng đó cả nhà. À, hôm trước Hải cũng hôm trước Hải cũng có quay cho cả nhà cùng xem đó ha. Ở đây là cái điểm khu du lịch sinh thái cả nhà. Ờ, hôm trước thì anh xe thác đánh thì chưa có cái khu du lịch ở phía trên kia. Ở trên kia thì chưa có nhưng mà sau này thì cách đây cũng 1-2 năm trở lại đây thì nhà nước họ xây dựng đó cái khu du lịch sinh thái ở phía trên đỉnh phía trên kia cả nhà. Nên là anh xe thác thì bình thường thì anh cũng hay đàn hát ở phía trên đó. À, anh xe thì anh cũng có cái cuộc sống ảnh ở trên này cả nhà, anh cũng đi đây này củi này, ảnh đẻo củi ra quý vị ha. Ở phía trước kia rồi đi bắt cá, rồi nói chung là cuộc sống của ảnh là giống như là cuộc sống sinh tồn á cả nhà. Đó mà mình không biết sao mà có cơ duyên ảnh lên đây ảnh ở mà đến nay thì hơn 4 năm rồi. Xong rồi anh ha. Hả? Xong rồi đó hả? Xong rồi anh lục không? À. Dạ, còn đây là Calamen quý vị ơi. Vừa rồi anh đi với em có bị mắc đồ gì không anh? Mắc đồ ăn. Mắc đồ ăn hả? Mắc mấy lần có. Ồ, bịch cá em đem lên có bị mắc không? Hả? Cái bịch cá em đem lên cho anh có bị mắc không? Không. Dạ. Ấy là mấy lần có. À, mấy lần cá hả? Dạ. Wow. Nó có lâu. Dạ. Ở trên này chắc không có mực nè anh ha. Trên này núi rừng nó ăn hả? À. Ý là họ có đem lên họ bán không á, chắc bán mà cũng không có đúng không? Có nhưng mà họ bán đắt. Dạ. Mà lâu lâu mới có lặn. Dạ. Ờ vừa thanh chứ không hết rồi. Củi này là anh bữa củi này ra anh lấy cái gì mình bữa ra anh nhỏ nhỏ hai dữ à? Cái rìu vậy? Cái rìu hả? À. Tính ra là anh đồ chơi mà về sinh tồn anh cũng đầy đủ luôn á ha. Đầy đủ chứ, đây sao sống được 4 năm luôn hả? Dạ. Có. Tại em nó tôm giang cái rồi đó. Không nữa vừa cua không được ra đi. À. Bỏ thằng kia bỏ đi rồi. Thì hấp dẫn quá rồi anh ha. Ở đây anh có bắt được tôm dưới sông không? Dạ. À, chủ yếu là bắt cá là hồi sao anh? Dạ. Cái tôm dưới sông đó. À. Có cua thì có cua hả? Cua thoát. Dạ. Cua ở nhà to rồi. Dạ. To nhất là cây cũng gần chín rồi. Ừ, cả nhà nó nướng tôm này. Còn nữa.
Nói chung là anh cũng chuẩn bị trưa nên là anh xe ảnh nấu ăn cho mấy anh em luôn. Cũng muốn trải nghiệm với anh xe thác, với lại tí nữa anh đàn hát cho khán giả của em nghe nữa nha anh xe. Dạ. Hôm nay mình ở rừng mình ăn đùa biển ha. Rừng ăn đùa biển mới rồi. Mình dọn dọn dần sóc. Dạ. Dần sóc. Ở đây anh không làm cái trại mà mình ở cho nó giống như cái nhà mà nhà sàn anh. Khó rồi nó hẻ nghe. Dạ. Ý là ở đây họ không cho đúng không? Cho là cho, nhưng mà dùng cái cây này. Mình dùng cái cây mình dựa cây sống này, cái cây cháy lẫn một rồi hả? Dạ. Máu ngàn hiện liền. Đó tôi làm cái sụp nó mà 6 tháng nữa. Dạ. Mà tôi làm công phu lắm. Biết bao nhiêu công. Dạ. Chứ phải là nó vậy nó chay chay thì sao. Ở đây mối ăn đúng không ạ? Đó là lùng nhà sòn đó. Dạ. Lùng nhà sòn mà nhỡ cây mà cháy rồi là máu ngàn. Ờ. Để nhỡ cây mà không sống là cây mà máu này, cây sống này là cũng máu khi nó cán vô là nó cay răng nó. Không chịu được. Dạ. Có nhiều người họ không tin như là anh ở đây 4 năm anh. Đó là chuyện của họ. À. Không là nói sao mà anh sinh tồn anh ở đây được quá giỏi mà. Rồi giỏi chứ sao, cái nếu mà không tính sự tính toán kỹ lưỡng mình cháy mắt. Dạ. Anh để đồ như thế này em sợ là có nhiều mấy con rắn nữa anh, hay thích ở mấy chỗ này anh nha. Không. Cái tấm bạc này là 4 năm rồi anh hả? Ấy mấy tấm bạc này 4 năm rồi đó hả? Bọn này 2 năm mà từ 2 năm mình thay lần. À 2 năm anh thay lần. Từ chứ. Bọn dạ. Từ mục. Ồ. Cả nhà thấy là cái chỗ ảnh của anh cũng rất là nguy hiểm nè. Anh ở đây tối anh ngủ có mùng không anh? Cả cái mùng có đâu có mũ mũ là mình lấy cái mày nè mình trùm đạo hết kỹ là thôi. Ồ vậy đó hả? Bây giờ mời cả nhà ăn trưa anh hỉ. Dạ. Nói chung là đi xuống đây thì cũng trống bị trưa cả nhà ơi. Với lại hãy cũng mua cho anh xe thác một ít mực với lại tôm ở ngoài biển đó. Lành chắc cũng lâu lắm rồi mới ăn lại món này anh hả? Đúng rồi đó anh hả? Dạ. Để thịt ăn. Để núi thì mình. Dạ. Có thịt rừng thì có chứ mà bò thịt với biển thì chị thua. Dạ chị thua à? Cho mà. Dạ. Cách đây 200 cây. Dạ. Thôi mời anh đi. Dạ. À, chắc hãy cũng ăn miếng cho bạn Caraman ảnh ăn nữa chứ ảnh cũng đói bụng rồi đó. Dạ. Dạ. Ăn đi. Mực quắn với rau à. Ừ. À đây là nước nước chấm mà anh xe anh làm cả nhà ơi. Cả nhà thấy là tỏi rồi đủ thứ loại đó ha. À, sáng mình quay mua gừng. À, thôi ăn này ha. Bá thì canh đó. Đây đây. Ồ mà cũng đậm đà luôn anh ha. Dạ. Đó, mình nấu khác. Dạ. À, rau. À, lâu lâu rồi hãy cũng lên đây trải nghiệm với xe thác một bữa quý vị ơi. Hôm nay sếp sếp rồi đi chơi với em chút nữa chứ anh. Chơi rồi bên đây à? Dạ. Đi không? Đi đâu nữa? Đi lên thăm mấy hoàn cảnh đó mà. Đi về ha. Đi về chứ. À đi về được chứ đừng đi qua đây không được không biết mua. À, sợ mắc đồ quá hả? Quá. Vừa rồi đi với em cũng mắc đồ luôn hả? À, cũng mắc nó mấy lần có. Ba lần hai cho tiền cũng còn ba vô mua có mắc nữa. Ờ. À. Đi qua thấy em có ngưỡng bự. Đi xoa dạ. Cái đây đó. Ồ. Đây từ xóm tao xóm. À họ đi bắt cá bắt họ đi xoay ở đây anh hả? Xoay đài đầy đủ họ cũng thấy cái tẹo mình phải là biết đâu không biết đâu. Dạ. Mình ở đây 4 năm. Dạ. Anh xe thác là đặc biệt cái là anh ở trên này quý vị. Anh rất là sạch sẽ nè, rất là kỹ. Đây là da anh trắng non á ha. Ừ. Em chia sẻ trên kênh em á, nhiều cô chú anh chị đó là mong là anh xe thác trở về để khống bậy nha anh. Dạ. Múc hả? Múc hả? Dạ. Rồi được anh. À. Cầu thân sau qua xưa là cầu là anh quen. Dạ. Dạ. Không sao mà chỉnh dây đòn nó đủ thứ nữa. À.
Ồ, ngon ghê này. Mấy năm rồi anh mới ăn mực lại đó anh xe sắt? Chắc 4 ngày. 4 năm mà giờ mới ăn mực lại nữa hả? Chứ đâu có ăn. Dạ. Ồ, mà ngon quá nè. Ngon. Có bà nhưng không có là vậy. Ừ. Phải nhìn lên chứ nó đang chơi. Ừ. Bình thường anh là ban ngày là anh phải đi lấy củi, đi bắt ốc bắt cá vậy đó để về bữa ngon. Bữa nói là mình giặt đồ nè. Dạ. Bữa củi, bữa củi, bữa củi là vô nấu ăn, nấu cái nồi cơm. Dạ. Cái mà đi hứng nước cái suối nè. Dạ. Cái ấm nước này mà hứng nước suối, hứng nước suối cũng có tiếng hồ mới có được uống. À. Ủa chứ nước suối chứ không phải là anh uống nước chảy này xuống hả? Nước khót à? Nước khót, nước suối là nước khoai nhỏ kia kìa. À. Nước chảy mà nó ngọt lắm, ngon lắm. Nó không ngon, nó đỏ lắm. Nó bia rồi, ngon. Dạ. Yeah. Ý là phải cái nước suối là cái nước ở nước ngầm ở trong trong rừng đó. Nó đâu ở trên ngọn nó cũng ở trong cái ngọn cũng có nguồn ở cái hồ Rau Đám này, nhưng mà nó là một suối nhỏ. Dạ. Yeah. Nhỏ như chả ăn khai vậy. Yeah. Rất là sạch sẽ. Uống ngon ngọt sớt. À chứ đó. Không phải. Em tưởng đâu là anh lấy cái nước mà nước khác này anh uống chứ. Ồ, uống cái bệnh này. Anh kỹ dữ cả nhà ha. Anh phải lấy cái nước suối á, nước mà giống như ở nước mạch ở trong cái lòng ở với trong mình, đá đó quý vị. Mình đúng không? Đó là mình chẹt cái vô mình hứng mà mình có tiếng hồ được ấm nước đó. Vậy. Ồ, ghê vậy đó hả? Anh tin tưởng uống thử nước ấm nó rồi quá. Ồ, vậy tí nữa anh dẫn em đi lên em xem thử chỗ đó được không? Được, đi lại cái này nè. À, là anh chặt cây giòn đó. Chặt cây giòn. Ừ. Anh để nó rỉ phải không? Chạy rồi vô cây giòn hứng. Ồ. Cái ấm rồi hứng. Tính ra anh tới chợ uống là có ấm uống không xong. Dạ. Uống chưa náo xuống rồi. Mà mình sợ đau bụng nha, mình mới uống không uống đỏ lắm, ngột mẫn lặc. Ờ. Nha, mình uống gì? Mình náo rồi hôm qua củi nè, nó khóa, hơi khóa. Chứ còn thật sự là mình để cái ông uống ngon cũng ngon hơn. Tính ra vậy anh quá kỹ luôn rồi chứ. Dạ. Nói là 4 năm rồi mới ăn mực đó cả nhà ơi. Mình ăn thớ. Dạ. Hôm nay có cùa nhiều, vui quá anh hả? Có cùa nhiều ngon, mới lại có đồ ăn được không? Dạ. Có đồ ăn biển. Dạ. Anh sợ cái dầu mà đánh giờ bữa bữa anh lại. Dạ. Đây xe thoát gửi đến toàn thể quý vị một ca khúc là Ngồi Bên Sông Anh Hát. Ngồi Bên Sông Anh Hát hả? À, bài hát vừa nãy bạn ạ. Nãy có nhạc hoa là Việt. Nhạc hoa là Việt à? Chứ sao anh chơi đủ thứ loại vậy ta? Rồi bên sông ngồi bên sông anh hát, bạn chưa bao cánh cười đang ngang nga anh ngang khúc câu cả anh mây quanh tình giấc mơ còn nặng nề cứ xem như chưa đây là hát là bay ngồi bên sông anh hát tôi mơ về vẫn xưa một một đàn chim trắng bay bay trôi theo chuỗi tháng ngày mà mình vừa đánh xây trong như bên em cũng tuyệt tình như thấy ngâm hay quá anh ơi, vỗ tay. Cái này cái đồ cái đồ kia nó cao quá là mở tối là do hồi tối mình ngủ không được á, hai mình mệt. Ủa sao tối anh ngủ không được? Do mình đi hất ra nên kia ngủ ra ngủ bự bự đâu ngủ được đâu.
quýnh cán rau ngủ được nên hay mày nói thiệt chứ không nữa là bình thường mình khỏe là mình hết mình lây con vô tư chứ mình hầu mình con mình là cũng phụ thuộc vào sức khỏe nữa đúng rồi con vợ nghe chứ không phải là phụ thuộc vào sức khỏe cái mình khỏe thì hết mới lây con được tối ngủ không được tối ra ngồi đi hót ra nè cái ngủ bùi á vậy là ngủ ở trên kia luôn ngủ kia chứ không về đây ngủ à đâu về đâu có xe đâu về rồi đâu ngủ được đâu làm đâu rồi anh ngủ ở chỗ nào ngủ hiên chỗ cái nhò chứ cái cơ quan ở đó nằm nằm thôi chứ ngủ gì được ngủ cán kinh tính ra cũng phải có thêm cái nghề mới sống ở đây được đó hả thôi ở đây thời gian rồi về với em đi về dưới phố đi rồi em kiếm việc cho anh làm em ở đây luôn ở đây mà cái dụng tới đó nó dụng mình đi làm bo cái việc đi cách sinh tàu thì mình hướng dẫn cho thứ nhất quyết là không về quê rồi đó hả em không về dưới phố à đâu ví dụ mình có đi mình ví dụ mình hướng dẫn đi làm sinh tồn thì mình hướng dẫn ra được mà mình đi về ví dụ thành phố thì mình làm hướng dẫn cách sinh tồn từ lần sau thì hướng dẫn thì mình đi làm được chứ còn mình không có gì đó nữa gì không về đúng không chỉ có ba mẹ đâu là mới về chăm sóc thì về chăm sóc với lại mà cái mà đi làm sinh tồn thì mình cũng đấy thành phố thì mình đấy vì như bình thường là buổi sáng dậy là anh phải đi bắt cá rồi anh đi bắt ốc vậy đó không nó là làm củi à đi làm củi tối bắt ốc tối bắt ốc tối bắt ốc rồi à đúng, rồi, có đi bứt lá đâu về ăn không cái bứt rau rồi đó hả rau đại vậy đó hả rau ranh rồi nó đủ rồi nó canh em được em hỏi thật là luôn anh xe này cũng có mấy chị gọi cho em nó là hỏi anh xe thác là anh có muốn lấy vợ không không hả không. Thì tôi cũng đâu có tiền mà có nếu mà có chị nào mà chị lên đây dở với anh rồi anh có muốn không nó cũng được đồng ý thì được chứ còn mà dù như có chị nào mà ở dưới thành phố mà về nói cho anh rồi anh đi làm lại anh có về không không dân phố ở đây cuộc đời sống ở đây cuộc đời sống ở đây rồi đó giờ cho dù có chị nó thiệt đẹp hay là nhà giàu đó, có lo cho anh cũng không quan trọng được chứ vậy đó hả nó có cái nghĩ là con người e cũng như e dạ e rồi cũng tết dạ sống thì con sám như nạp dạ ồ dạ cái cơ bản là sống mình có tình người dạ như hồi xưa tôi còn tâm gián còn sống bo thằng dạ ngồi ở Tân Dòng Sông Ly Biệt. Ủa, anh nói là ở đây chưa phải là cái dòng sông Ly Biệt à, Tân Dòng Sông mà. Ở đây là thuộc là khu vực của Tân Dòng Sông Ly Biệt. Ừ. Chứ còn ro chỗ bờ sông mới gọi là Tân Dòng Sông Ly Biệt. Ở đây là khu nó thuộc khu vực địa bàn gọi là địa bàn á. Dạ. Đó thôn của Tân Dòng Sông Ly Biệt. Cái thôn Tân Dòng Sông Ly Biệt. Cái chỗ đó là anh nói là anh đi bắt cá rồi ở dưới đó đó hả? Cũng đảo dân lưới bắt cá rồi hả? Đảo xuống Tân Dòng Sông Ly Biệt. Xuống ro gọi là Tân Dòng Sông Ly Biệt. Hết bờ chưa đông chứ em dạ hết bờ chưa đông chưa chờ đông mà chưa chưa dạ tới đây mình xin hết bờ chờ đông hay quá dù cho nắng con chưa
phai mờ, dù cho mắng xanh tiếng thơ nguyện cầu tiếc pha đi hè sang đông để rồi thu đến anh gom anh sâu đó đêm đêm cái con thương miền về mùa đông đám cưới đôi mình em ơi xiết lại thằng dặn đến cho em nỡ luôn nỡ một người từ đánh những đêm ôi thanh đầy tình không lẽ lôi không u sầu nguyện cầu ta mãi mãi bên vỗ tay quý vị ơi. Sao cái đàn này anh đàn thấy sao anh? Hay hay không? Quá ngon luôn hả? Dạ hơn cái đàn hơn cái đường ăn nhiều luôn hả? Ờ, là mình làm hai bài thôi nè, để mình ăn uống xong rồi còn đi trải nghiệm nữa cả nhà ơi. Ồ, thời gian còn tới cái giới họ. Dạ. Nói chung là mình tới thử cái đàn ở hai không đó. Hai. Dạ. Ví dụ mình chơi một cái dây đàn á, một thời gian là tự nhiên cái dây đàn bị điếc. Dạ. Bị điếc đi cái là hai hai bài. Không mà công nhận anh đánh anh hát bài sau này hình như là nó khỏe hơn á, hình như ăn vô là no khỏe hơn rồi sao á, phải không? Khỏe hơn. Anh hát hay hơn cái đầu á. Cái đầu giống như là đói bụng chưa ăn no đúng không? Vậy là được. Dạ. Cũng mày có khi mà muốn hát hay không, ví dụ đòn thì dễ. Dạ. Nhưng mà hát hay không là vì do sức khỏe hả? Khỏe khỏe mới có được. Dạ. Lên những độ độ cao của nó, cao độ của nó. Dạ. Lên được chứ không đâu có lên được, đâu phải lúc nào cũng hát hay. Ồ vậy đó hả? Nó có những bác sĩ không biết. Dạ. Hát hay và khỏe hát hay. Nói chung là ăn no và là hát hay đó anh. Dạ, có năng lượng. Dạ. Khỏe. Thôi ăn tiếp anh. Để em quán cho anh cái nè ha. Thôi được rồi đi rồi. Dạ dạ. Đúng rồi. Hôm nay có cô Tư ở Bình Dương này. Có gửi tặng cho kênh của Hải là 20 cái bóng đèn năng lượng mặt trời, nó Hải cũng có đem lên cho anh xe hai cái này cả nhà ha. Dạ. Dạ. Đây anh xe nãy giờ quay. Để đi xuống cho anh này, cái đèn cái bóng đèn năng lượng mặt trời cái này cũng à nãy cái kia em mở ra. Cái này bóng đèn năng lượng mặt trời. Tối nay anh test kiểm tra thử ha. Không có để có pin đây này, có miếng cái chừng này thôi. Ngon, ngon rồi. Cái này treo lên nè. Dạ. Còn đây vậy? Đây cái này gắn qua đây nè anh. Cái nục năng lượng và điện qua đây nè. Còn đây. Còn cái này là cái điều khiển đó. Thành ra hiện đỡ. Dạ. Để cho anh hai cái đây rồi anh cái này giờ anh đem ra anh phơi nắng nãy em để dưới kia cái đó. Để phơi nắng ở đây để nó tích điện tối. Nó điện cái dây ra mình bấm nè, bấm chỗ ô tô này. Cái này có chữ on off này nè. Bật on lên thôi nhưng mà giờ chắc chưa có điện rồi. Với lại cái này hình như chưa có pin nữa, tí nữa em đưa cho anh máy pin nè. Nó pin đủ thứ anh. Rồi pin cái này có xè cái tốn pin hay không nữa lại. Thì tốn pin chi đâu, cái này bật tắt thôi mà. Dạ. Rồi. Cái này cô Tư. Cho em nó phao cho đấy. Dạ dạ, để nó phơi đây. Để phơi chỗ này nè. Nó phao đấy vậy để chạy. Dạ dạ. Có bóng đèn phải có hư không cần đấy. Không không, phơi bóng đèn này, cắt bóng đèn. Phao bóng đèn, cứ phơi trái bóng đèn ví dụ. Để cho anh hai cái này ha. Dạ. Ở đây cả nhà. Sáng luôn nè. Cái này vào buổi tối là sáng dữ lắm. Ban ngày thì sáng dậy thôi chứ buổi tối sáng dữ lắm. Đưa cái pin vô còn cái ở đây không con? Em bỏ pin vô cho anh nha. Đó. Ồ, dữ quá. Ủa? Ồ. Quá tuyệt vời luôn hả? Còn có tự cái tự động rồi bấm lên, nó tự động lên. Tự động đây là ban ngày sáng ban đêm tắt lại nhưng mà em nghĩ cái này chắc chắc không xì luôn rồi. Tại trước hả? Cái này nếu mà bấm vô nút tự động đây là buổi tối là nó sẽ sáng, ban ngày nó tắt. Dễ quá. Dễ quá. Ồ, quá dữ luôn hả? Quá dữ.
Anh phơi xong rồi anh cắm lại ha. À, hai cái là một cái ở đây còn một cái ở chỗ đó. Tụi mình pha mình cắm luôn chứ hay là không cần cắm, bởi vì nó nộp điện vào trong cái kia. Còn cái này chỉ sáng thôi, không bị sáng nào. Tranh thủ đi lên chỗ ba chị em tí hon, hãy đưa ba chị em xuống dưới thành phố cả nhà ha. Rồi hãy cũng xin chào tạm biệt tất cả cô chú anh chị nha. Xin cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi đồng hành cùng với kênh của Hải ha. Và đặc biệt là quý vị đã đồng hành để chia sẻ cùng với lại bác sĩ Xe Thác. Bác sĩ ơi, tạm biệt cô chú anh chị. Hôm nay bác sĩ Xe Thác được một bữa ăn bực ngon quá. Quá mày quá vui lắm. Quá quá nhiều. Dạ rồi. Bữa hôm qua anh Xe Thác anh mới bước xuống khúc ở chỗ này đây. Quý vị thấy là cái đường đi ở đây nó rất là nguy hiểm. Bước xuống dưới này khúc đây cái là bị té luôn đây. Ở đây do là đường trơn quá đó. Anh đứng em coi kìa. Giờ hai bên tay nó bị chặt khớp rồi chị ơi. Quá. Đi bị trượt cái tảng đá. Giờ phải đưa anh Xe Thác đi cấp nước rồi, bây giờ anh đỡ phía sau đây.